Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Dê ơi, về đi. Rộng rạp quá. Giờ lọt mương cái mới vui á. Kiếm nhỏ nhỏ cho đỡ quậy. Oh. Các bạn nghe. Nè bạn nè. Nè. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, sau khi mà cho Lucy qua thăm mấy bạn dê thì giờ mình sẽ qua mình ôm một bạn dê về Nam Ngô Farm cho nó chơi với Lucy ha. Bữa đem về nhà đó xong ấy mình thì cứ sợ là tụi dê này nó phá nó leo lên nó hút chuồng rồi nó phá cây phá đồ, cho nên là mình cho ra cái vườn đằng sau luôn, chứ tụi này nó chưa có ở Nam Ngô Farm ngày nào hết, rồi nó đi đâu mất tiêu rồi, giờ phải kiếm nó lùa nó vô chuồng mới bắt được nó. Trời lại sắp mưa nữa rồi, không biết nó đi hướng nào ta, đi qua hướng bên kia rồi mịt mù luôn á, coi chừng kế hoạch bị phá sản. Pi dê dê ơi, ôi da, trời ơi, có ai thấy nó đâu không? Dê dê, dê ơi, thấy có mấy con vịt không mà không thấy con dê đâu á. Kê, nó chơi kia kìa. Để lùa về chuồng cái đã. Ủa, bướm bướm quá trời luôn. Ủa da kiến cắn. Dê ơi, về đi. Nó đi đường này ghê quá. Đường này ghê quá, đi qua đường kia đi cho nó thoáng, đường này nó rậm rạp quá. Mà dính sình tà le nữa nè. Giữa chân nữa coi. Khó đi quá. Giờ lọt mương cái mới vui á. Viral luôn. Té mương cái là viral luôn. Ôi. Ngứa quá. Coi chừng cái mương nha em ơi. Mưa tới rồi. Ui da, kiến cắn ngứa chân thật chứ. Về đi, chọi lá khô cũng ăn luôn. Về đi con. Về nhà. Ôi, mình thấy thành anh gã chân dê chưa? Dê. Về nhà thôi. Không chạy hướng đó đâu nha, chạy hướng đó mất công đi nữa mệt lắm, đi về. Rồi về chú vô chuồng đi. Ừ. Xình không.
Rồi nước này mấy con gì tùm lum tà la nè, nồng nọc ảnh ương lăng quăng tà le nè, mấy cái nước động này để mũi dữ lắm. Rồi xong hết mũi. Trời ơi, sao con đường này nó không giống con đường nãy vậy? Đường nãy nhớ sáng hơn, đường này ghê quá. Đi bên này. Cá liềm kìm quá trời dưới này. Ui da. Vô chuồng chưa? Rồi đi đâu nữa rồi? À đây. Bây giờ đi về Nam Ngâu Farm chơi nha. Anh ôm về. Để mình đóng cửa lại, mình ôm một đứa về. Lời lựa bằng nào đây? Bằng nào? Nhỏ ha. Đây. Chú em này. Lanh đó mày. Trời, trong này nó mới có mấy cây sắt à, sợ nó đâm vô chân. Trời. Kiếm nhỏ nhỏ cho đỡ quậy. Bậy rồi đó. Oh. Lạ ghê quá. Ơi chết cha. Mập ú à. À. Mập ú à. Ai làm gì đâu? À, cứu cái gì? Cho đi chơi. Trời ơi, kêu như đứa nít vậy, thấy thương các bạn. Không, anh không có làm gì. Anh không có làm gì hết. Biết rồi. Anh không có làm gì cho em đâu cả. Anh chỉ muốn em về thăm nhà thôi. Về nhà mình chơi. Trời ơi, kêu thảm thương luôn. Ok, bây giờ chắc em chở anh qua, anh ôm em luôn, ôm nó luôn. Ok rồi, tạm stop video nha, về hẹn gặp lại tại Nam Ngô Farm nha. Ok, đã về tới Nam Ngô Farm rồi, em bé đã về tới Nam Ngô Farm rồi. Súng ống này đủ ha. À, men đực rửa. À, nè, nãy mình có nói với bạn là cái con mắt của con dê, cái lồng đen nè. Ở đây sẽ quay kỹ lại cho các bạn, nó kiểu nằm ngang các bạn ha. Hình như nó ba lớp lận các bạn. Mình lồng trắng lồng đen cái này nó ba lớp lận. Ở bên ngoài trắng, chính giữa nâu. Rồi đen ở trong cùng. Nó kêu như em bé, tôi cũng ẩm nó như em bé. Bé. Nó kêu coi Lucy nữa ra. Lucy ơi. Các bạn nghe. Nó kêu như em bé vậy. Không, ở bển nuôi nó ăn đồ mập ú à. Mấy con chó xôn xao luôn. Lucy ơi, đâu qua sân nhà Lucy nè, có dạng không? Từ từ. Ê, ở đây. Nè bạn nè. Nè. Được chưa? Vui vẻ hòa đồng không? Nhỏ xíu hả bạn thấy không? Nó còn nhỏ hơn con chó nữa. Nhỏ hơn Lucy nữa. Này thì dòng dê mini ha. Này lúc mà nó nhỏ đó, da cái lông của nó rất là mịn luôn. Lớn thì nó hơi khô khô à. Ha, cái sừng cứng à. Rồi nuôi mày ở đây nha, được không? Cho mẹ ở đây nha. Được không?
Thay có thành viên mới về náo loạn hết. Ở đây cũng có dừa nè, có cỏ, có đồ cho ăn nè. Đây nha. Được chưa? Bây giờ tao sẽ thả ra thử cho mày đi chơi một vòng, hết chưa? Ok, mình thả ra cho nó ở vòng vòng đang con farm chơi nha các bạn. Mình sợ nó hút vô mấy cái cửa chuồng này, cái chuồng này nó hư nè. Nhưng mà có vẻ là thấy nó cũng không có gọi là tăng động lắm. Ở bên kia nuôi rất là mập luôn. Ở bên kia cho nó đi ăn cỏ, ăn đồ thôi. Thì rất là mập. Rất là tốt luôn á. Rồi, get go. Đi tướng lăn xăng không? Từ từ quen à. Từ từ quen nhà con. Đừng chui ra đó mà chó, mấy con chó nó dữ lắm á. Mấy con chó mày nó dữ lắm á. Nó nhớ anh em nó đó. Ở đây chơi một chút rồi anh trở về. Chứ không có bắt ở đây luôn. Đâu đi vòng vòng khám phá coi. Đi vòng vòng khám phá xung quanh coi. Hay là mày muốn ở đây luôn. Đây luôn tao đặt tên cho mày luôn. Muốn ở đây đặt tên cho nuôi ở đây luôn. Nhưng mà để thử coi mấy ngày con có phá không. Mình thì mình chỉ sợ nó phá thôi nè. Ở đây là hoa lan nè. Hoa lan mà nó cạp mấy cái lá này là hư nè. Lan nè. Rồi nó nhảy lên sợ nó làm gãy mấy cái xương rồng tay thỏ nè. Rồi sợ nó hút vô mấy cái tấm này nó gãy cái tấm bô ly nè. Chỉ sợ nó phá vậy thôi à. Tụi này nó mà leo lên nữa nó đứng ở trên cái nóc này luôn còn được á. Tụi dê nữa leo trèo hay lắm, đứng trên cái nóc này còn ok nữa. Ở đây đi, lấy anh đón Tuppy đi học về chơi chung với nó. Mấy đứa chơi chung. Ra giới thiệu nhà cho chỗ mới đi Lucy. Đó. Igu, giật mình Igu á. Đằng sau còn nhiều đồ chơi lắm. Đồ náo loạn ha. Đằng kia còn nhiều đồ chơi lắm. Đi, đi về hướng đằng sau á. Đằng dưới kia có hồ nước à, đằng sau nhiều lắm. Đừng chạy qua anh đấy nữa. À, trời. Không có đi ra ngoài cửa được đâu, ra ngoài cửa tụi nó quýnh chết. Mấy con chó nó dữ lắm. Thế lại đây anh lấy, không biết hôm nay có mua chuối cho chim ăn không, lấy chuối cho chim ăn nha, thử coi. Hết chuối luôn rồi, hôm nay mưa quá, không có mua chuối được rồi. Đâu đi, cứ bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại dê. Bình tĩnh lại. Nó cũng không phải là thuộc dạng nhát các bạn, nó bỡ ngỡ cái chỗ mới thôi. Rồi đột nhiên là bị chia cách với lại hai anh em kia, ảnh hơi sảng sảng chút. Đi khám phá đi, khám phá xong rồi anh cho về. Còn nếu mà thích nghi ở đây được thì anh cho ở đây luôn. À, bị chặn đầu rồi. Kệ cứ lang thang coi nó ở đây chơi sao. Mà nó biết đường ra nha, đứng ngay cửa biết đường ra. Nhưng mà mày ra ngoài đó mày gặp mấy con chó láng nó thả là nó cắn chết luôn á. Mấy con chó đó nó dữ lắm. Chó giữ nhà mà.
Ở đây có rau muống ăn nè. Béo. Ở đây. Ở đây. Được không? Đúng mùi không? Mùi của đồng bọn không? Fan nè. Nó cũng là thấy là nó dạng chứ nó không có nhát ha. Cái điều nó hơi lạ, lạ chỗ xíu. Lucy đâu? Nó bỏ mặt mày hả? Lucy nó chưa có kết thân được với mày hả? Hai đứa nói khác ngôn ngữ mà thằng ê quên, thằng kia thì còn này bé bé, hai thằng nói khác ngôn ngữ, không có vô khớp được miếng nào hết trơn. Biết rồi. Nhưng mà này nó ra đây là các bạn thấy là nó ở đây một tuần lễ thôi là cái sân này cứt dê không. Hộp hộp hộp. Cứt dê với cứt thỏ ỉ giống nhau lắm. Hộp hộp với viên thuốc tẩy vậy. Ôi. Cho mày ra khu sao có nước có đồ. Ra kia chơi. Ở đây mày hù mấy con yêu nó sợ. là hơn gì đi xuống đây chơi đâu lì. Ê Lucy. Cứu tôi với. Ơi. Này. Cho mày ở khu này được không? Lang thang chơi khu này được không? Khu này có hồ nước, có đồ ăn, có dịch. Được chưa? Đẹp chưa? Cũng như không. Chui qua cái một. Rồi đi vòng vòng khám phá đi. Tiếc là mày với Lucy không có chơi chung với nhau. Nhưng mà mới gặp nhau mà. Mới gặp nhau mà sao đòi hỏi cao được đúng không? Cứ từ từ. Cứ từ từ. Khát nước không? Khát nước hay cái gì? Này cho nó kêu cả ngày quá. Cũng vui á. Ồ ở đây mà có con đàn dê chắc cũng chắc banh cái xóm này không sợ. Nếu mà anh này nuôi đàn dê chắc bị cầm len á, đi hàng xóm cầm len á. Đó chạy toán loạn hết rồi. Chắc không ổn rồi quá. Chắc mày ở đây không ổn quá. Sao Lucy? Lucy có thể sẵn sàng chia sẻ mái nhà với đây bạn dê không? Sẵn sàng không? Chắc được mà hả? Được không? Nhà bự mà. Ha. Nhà bự cho nó ở chung. Được chưa? Được không? Nhưng mà anh thấy mấy con igu chắc nó không chịu quá, nó thấy con dê chạy ngang qua nó sợ, nó làm đùng đùng hư mỏ hết luôn á. Chỉ có Lucy là ngoan nhất, là Lucy không có hù mấy con igu. Đúng không? Không hù mấy con igu. Mép lòi ra tới ngoài luôn. Anh đi lang thang. Giờ muốn đi về quá. Con dê chắc không có vấn đề về đó. Nó la chuyện mà từ nó sẽ bình tĩnh lại thôi. Có điều mấy con igu sợ nó quá, tông đùng đùng, sợ hư mỏ luôn.
Dê cũng có nhiều giống đẹp nha bạn. Nó giống mà tai dài xệ nè. Nhưng mà cái dòng dê mini này nó nhìn nó dễ thương nhất. Nó nhỏ nhỏ mà có những con màu sắc nó đẹp. Như con này màu đen quá thì nhìn nó không có được gọi là bắt mắt. Nhưng mà có những con màu be, màu trắng sữa, kem sữa rất là đẹp. Mấy chục triệu một cặp á, chứ không phải đơn giản nha. Không phải là dễ nha, rẻ nha. Đó 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 đó. Đúng ra là hôm nay có cái khoe với các bạn nữa. Cái con vịt mỏ ngắn á, nhà mình nó đẻ được 9 trứng đem đi ấp bữa giờ rồi. Thì tính là hôm nay là ngày nở nè. Mà xui quá có thể là trứng so mùa đầu á, nhỏ. Trứng đợt đầu cho nên là phôi nó không có tốt. Với lại đợt đó hình như là nó đẻ xong mới nó bị mắc mưa, trứng nó bị ướt. Đem đi ấp xong nó bị thúi hết. Chứ không là có cái khoe với các bạn rồi, nhưng mà không sao, đợt sau nó sẽ đẻ tiếp. Hơi mệt á, quay clip này hơi mệt á, đi tới lui nhiều quá. Nó cứ chạy tới chạy lui. Chắc không được rồi. Mình thả dê đây không có vấn đề gì hết. Từ từ nó đi vòng vòng, nó sẽ quen, nó sẽ ổn định thôi. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ nhớ bạn bè nó ở bên kia á. Nhưng mà nó sẽ làm cái tâm lý của những cái bạn igu á, nó sẽ bất ổn. Thì sắp tới mua vô mùa phối thì chúng ta nên giữ cho cái trạng thái tinh thần của tụi igu nó tốt nhất. Chúng ta không nên có những cái thay đổi nào nó quá đi. Ví dụ anh này anh về đây xong rồi anh hiếu động quá, anh đi vòng vòng anh chơi, rồi ảnh khám phá này nọ, thì nó hù mấy con igu chạy đùng đùng tông hư mỏ luôn. Cho nên chắc mình sẽ cho chơi chút xíu đó rồi mình đem đi về bển. Chỉ nghe nó la be 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 cũng tội. Nó kêu như em bé vậy các bạn. Sao đi chơi đủ chưa? Về chưa? Về nha. Núp nữa. Em đi từ hướng kia tới đi, anh đứng đầu bên này, anh hốt nó luôn. Rồi cho đi về nè. Cho đi về nè. Về. Về nha. Về chưa? Ây da. Ủa anh làm như ảnh Messi vậy. Anh thấy mình tới anh gặt anh vẽ anh lạc, anh làm như anh Messi vậy. Hello. Mệt rồi nha. Núp. Đâu rồi? Rồi dám chui dưới đây đứng rồi. Đây con. Đây nằm về bển. Đi ra đây. Đây. Đi qua đây anh ẩm về bên kia. Ẩm về nhà. Chết rồi, nó chơi cú bắt với mình rồi. Ha.
Nghe đây. Nghe đây. Nghe đây. Rồi ra cửa. Hơi mệt rồi nha. Hơi mệt rồi đó. Mấy ông mà đi vô mấy cái karaoke tại vịnh là xong rồi cột bắt lại là giống giống vậy. Canh bắt à. Ê. Ê. Ẩu rồi. Đi đi ra chỗ cửa đi. Ôi bạn. À, cái cọng rau muống á mình quăng lên đây. Quăng dưới đất mà hôm nay nó bò lên tới trên này luôn. Bò lên trên này luôn nè. Leo lên cây cây xương rồng tay thỏ luôn nè. Giờ dướng quá tao ào vô tao sợ gãy. À, giờ tém hai đầu rồi nó phóng ra chính giữa. Đó, biết ngay mà. Lành lắm. Hồi nãy bên kia mà nó không vô chùa mình cũng đâu có chơi được nó. Bây giờ đi về bển không? Ra chỗ cửa đi, đừng chui chổng nữa. Đi. À, xà quần mất cả tiếng hồ luôn á. Trời ơi. À, ổng qua chơi cũng cực mà ổng về cũng cực nữa chứ. Giờ bình tĩnh chưa? Ây da. À, cái gì? Người ta nói để người ta ẩm đi về. Vậy mà cứ xào quần tới lui làm mệt mình chết à. Giờ đi về bển được chưa? Biết rồi. Biết là qua chỗ lạ sợ rồi. Giờ chị về nè. Nó mệt muốn xỉu. Xài tới xài lên muốn xỉu. Giờ về. Nè. A bê hay gì đây? À, nó cứ a. 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 Nãy chở đi ngoài đường tao dòm quá trời không nghe la. À, tưởng bắt cóc em bé hay gì vậy. Tụi dê này thân nhiệt nó cũng cũng nóng nha các bạn. Thân nhiệt ẩm vô cảm giác nó nóng. Ok rồi lấy xe đi về bển đi để nó la quá. À, ok các bạn, tính cho nó qua kia chơi mà nó ồn quá. Nó ồn quá cho nên là giờ chậm về nó la quá. Lần đầu tiên xa mấy anh em. Nè tối nay em về. Em kể cho hai thằng anh nó nghe là ở bên kia nó có con gì con gì. Ha. À, có con chó, có con vịt, có con bò sát, đủ thứ con hết. Nghe không? Nói không chịu nghe mà cứ la la. Có nghe không? Anh dặn nè.
Hai đứa kia là nó không có được đi chơi, chỉ có mình cưng là được đi chơi thôi. Nên tối nay về nổ, thấy không? Mình đi đâu mà người ta chưa đi, mình về mình có quyền nổ. Về trễ rồi nghe, nói không nghe, mình nghe la không à. Nghe chưa? Giờ thả lại nè. Nó la sợ luôn, nó la. Nhỏ này la bự nhất hả? Hèn chi nó la nhức đầu luôn. Nè. Con này nó la. Hai nãy giờ hai con này có la chưa ta? Anh này vắng là anh la. Rồi vô đi. Vô. Ẩm đi chơi có xíu làm ghê vậy. Nhớ kể nha. Tối nay nhớ nằm kể chuyện tụi nó nghe. Ừ. Má ơi nó thúi. Ẩm ôm nó vô người bây giờ người nó thúi. Ừ. Ủa này vợ con nó hửi cái là nó chê luôn. Thơm lắm các bạn. Hửi cái chê luôn. Rồi, ok. Vui vẻ. Coi còn kìa, tóc ảnh chảnh kìa, cái tóc ảnh nè. À, vô phải bắt được con đó mới được. Coi cái đầu tóc nó. Bậy luôn rồi. Lũng luôn rồi. Đầu tóc. Cái này nó hay đầu tóc không bạn? Có mái đâu này nọ nè. Con này là có vẻ là cứng nhất trong ba con, sắp có râu rồi. Đó. Tóc anh đợt khách đàng hoàng hết chưa? Anh đợt khách nè, chải mái nó lên nè. Thôi được rồi. Thôi đi đi. Ôm chút xíu làm thấy ghê. Mệt quá. Sao sao lên làm? Tối nay nằm kể há thấy ông ôm đi tưởng xong phim rồi. Ổng đi chơi thôi chứ không có đi mần gì hết trơn á. Mặt xanh lè xanh lét luôn. Ổng đi thấy nướng củi nướng đồ hết hồn. Rồi ok các bạn, quậy quậy chút cho xui. À, hy vọng là mọi người xem clip vui vẻ nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, bye bye. Mệt quá, về đi tắm thúi quá à.